Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ Sáu, ngày 26 tháng 1 có những nội dung đáng chú ý. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an về làm việc, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Hưng Yên. Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên đón nhận huân chương lao động hạng 3. Vượt sóng mang Tết ra đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn. Tỉnh Hưng Yên đoạt 60 giải học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2023-2024. Mô hình dân vận khéo, chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp phát huy hiệu quả tích cực sau gần một năm triển khai. Thực hiện chương trình công tác của Bộ Chính trị, sáng nay, đoàn công tác của Trung ương do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cùng tham gia đoàn công tác có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa báo cáo khái quát với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và các đại biểu kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, công tác bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh. Với sự lãnh đạo chỉ đạo đồng bộ của các cấp ủy Đảng, sự triển khai quyết liệt của các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng doanh nghiệp cùng nhân dân trong tỉnh, các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh trong năm 2023 cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đại tướng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tựu mà các ủy chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đạt được trong năm 2023, nhất là về thu hút đầu tư, thu ngân sách, cải cách hành chính, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao thu nhập cho người dân, chăm lo công tác an sinh xã hội. Đồng chí cũng gợi mở một số giải pháp để tỉnh đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ, tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, thu hút các dự án lớn có hàm lượng khoa học, kỹ thuật cao vào địa bàn tỉnh, chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, tập trung vào kết nối giao thông, đô thị, quan tâm dành nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển văn hóa, bảo đảm tương xứng với phát triển kinh tế, để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực của sự phát triển, tiếp tục chăm lo thực hiện công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Ngay sau buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thay mặt Bộ Chính trị đã tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho các gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, lao động trên địa bàn tỉnh. Tại chương trình, Đại tướng Tô Lâm và các đại biểu trao 600 suất quà Tết tặng gia đình chính sách, người nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Tô Lâm ghi nhận đánh giá cao và biểu dương công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người dân, công tác đền ơn đáp nghĩa, tổ chức thăm hỏi tặng quà, hỗ trợ chăm lo người có công, người cao tuổi, hộ nghèo, bảo trợ xã hội và đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được triển khai thiết thực, kịp thời, hiệu quả. Công tác chăm lo cho người lao động trên địa bàn tỉnh được lãnh đạo tỉnh quan tâm, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đồng chí chúc mừng những cố gắng, thành tích mà Đảng bộ, nhân dân tỉnh nhà đã đạt được trong năm 2023 vừa qua. Đề nghị cấp ủy chính quyền tỉnh Hưng Yên tiếp tục thực hiện thật tốt những chính sách an sinh xã hội, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo không để bị ai bỏ lại phía sau, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, chăm lo các gia đình chính sách, những người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, công nhân, người lao động bị mất việc làm, thực hiện tốt chỉ thị số 26 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024 để bảo đảm cho nhân dân toàn tỉnh vui xuân đón Tết Giáp Thìn thật vui tươi, an toàn, lành mạnh, tăng cường công tác quản lý thị trường, ổn định giá cả hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng kịp thời nhu cầu của nhân dân trước, trong và sau Tết, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trên địa bàn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa trân trọng cảm ơn những tình cảm của Đại tướng Tô Lâm và đoàn công tác đã quan tâm tới các hộ nghèo, gia đình chính sách, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Đảng bộ, chính quyền các cấp trong tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, bảo đảm cho nhân dân vui xuân đón Tết an toàn, lành mạnh. Tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã trao tặng 210 suất quà cho các gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, lao động trên địa bàn tỉnh.
Nhân dịp này, Đại tướng Tô Lâm và các đại biểu đã đến thăm chúc Tết tặng quà gia đình ông Đào Văn Trình là bố liệt sĩ và gia đình chị Trịnh Thị Hà là hộ nghèo ở thôn Tân Khai, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ. Đài Tiếng Nói Việt Nam trao tặng quỹ vì người nghèo tỉnh 100 triệu đồng. Trong chương trình, đoàn công tác của Trung ương do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đến thăm tặng quà Tết Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại Công an tỉnh, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chúc Tết tặng quà Công an tỉnh, trao 60 suất quà Tết tặng cán bộ chiến sĩ và người lao động đang phục vụ trong lực lượng. Nhân dịp này, Ngân hàng Cổ phần Công thương Việt Nam trao tặng Công an tỉnh 10 xe ô tô bán tải. Phát biểu với cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu trong thời gian tới, Công an tỉnh Hưng Yên cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc đầy đủ những nội dung chỉ đạo của Bộ Công an và tỉnh để hoàn thành tốt các kế hoạch chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác công an năm 2024, tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại. Thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 để nhân dân vui Tết đón xuân bình yên, an toàn, lành mạnh. Tặng quà và chúc Tết cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đạt được trong năm 2023, công tác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Đồng chí Bộ trưởng đề nghị cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả thành tích đã đạt được, là lực lượng nòng cốt trong thực hiện công tác quốc phòng quân sự địa phương, chủ động phối hợp với lực lượng công an, nắm chắc tình hình ở cơ sở, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, để mạnh thực hiện công tác chính sách hậu phương quân đội, phong trào đền ơn đáp nghĩa. Chiều qua, Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị đón nhận huân chương lao động hạng 3. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và phát biểu tại hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toản trao huân chương lao động hạng 3 cho cơ quan Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2018 đến năm 2022. Trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2019-2023 và các tập thể cá nhân thuộc Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2023. Hội nghị cũng công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuẩn y đồng chí Trương Văn Lành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối tham gia Ban Thường vụ giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh khóa 1, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản chúc mừng cơ quan Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh và tân Phó Bí thư Đảng ủy khối. Đồng chí yêu cầu Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa. Ban Thường vụ Đảng ủy khối cần xây dựng tập thể đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Chúng ta được kiện toàn. Như chúng tôi đã đưa tin, từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 1, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức đoàn công tác đi thăm chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên huyện đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị và huyện đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Tổng hợp của phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tham gia đoàn công tác vừa tác nghiệp trở về. Từ quân cảng Đà Nẵng, tàu KN390 hú ba hồi còi chào đất liền, rẽ sóng ra khơi hướng về huyện đảo Cồn Cỏ. Sau hơn 12 tiếng, vượt qua hải trình 90 hải lý với những con sóng dữ, tàu KN390 đưa hơn 200 đại biểu trong đoàn công tác vùng 3 hải quân thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ và quân dân các lực lượng trên đảo Cồn Cỏ. Tuy nhiên, trái với dự tính, dù vị trí tàu KN390 chỉ cách đảo Cồn Cỏ vài trăm mét, nhưng do biển động, sóng lớn, những con sóng cao từ 5 đến 6 mét, việc tiếp cận gặp rất nhiều khó khăn, dễ dẫn tới sự cố ngoài ý muốn. Với mục tiêu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thành viên đoàn và thủy thủ tàu, lãnh đạo đoàn đã quyết định trung chuyển hàng hóa lên cano để đưa lên tàu cá vận chuyển lên đảo và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, quân dân huyện đảo Cồn Cỏ qua kết nối trực tuyến. Với cái sóng to, gió lớn như thế này, đã 3 lần, 4 lần xuống tàu nhưng mà không xuống được.
không vào đảo được, thể hiện cái quyết tâm cũng rất lớn, cái tình cảm rất là lớn của đồng bào, của nhân dân, của chúng ta đất liền đối với đảo. Tiếp tục hành trình, đoàn đến đảo Lý Sơn. Trong khoảng thời gian ngắn 2 giờ đồng hồ trên đảo, đoàn công tác đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tổ chức dâng hương tại đài tưởng niệm đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải và nghĩa trang liệt sĩ huyện Lý Sơn, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ biển đảo quê hương. Đồng thời, thực hiện nghi thức chào cờ tại cột cờ của đảo Lý Sơn. Sau đó, đoàn đến thăm, chúc Tết tặng quà cán bộ chiến sĩ trạm radar 550 cùng chính quyền, nhân dân, các đơn vị lực lượng vũ trang trên đảo. Quân với dân là cùng chung một ý chí. Đó thì dân đối với Lý Sơn của chúng tôi là dân biển, lúc nào cũng là hướng về Hoàng Sa và Trường Sa, trước thì đánh bắt, sau ra thì cũng bảo vệ chủ quyền biển đảo. Cán bộ chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Lý Sơn quyết một lòng luôn bảo vệ cái chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, luôn luôn phát huy cái truyền thống trong việc giữ gìn chủ quyền biển đảo. Và truyền thống này thì chắc chắn là hôm nay và mai sau. Chuyến đi này tiếp tục khẳng định mối quan hệ đoàn kết gắn bó keo sơn giữa hậu phương với tiền tuyến, khơi dậy tình cảm trách nhiệm của đồng bào cả nước trong việc giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, nhất là các cơ quan thông tấn báo chí, trong đó có Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với bộ đội hải quân, quân và dân huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn. Cán bộ chiến sĩ vùng ba hải quân chúng tôi luôn đón nhận được tin cảm của đồng bào cả nước, từ Bắc vào Nam, từ miền núi đến miền xuôi, từ đất liền đến các hải đảo. Trong đó có sự quan tâm của cán bộ, nhân dân, chính quyền, lực lượng vũ trang của tỉnh Hưng Yên. Cái sự quan tâm đó đã góp phần động viên, khích lệ tinh thần cán bộ chiến sĩ quyết tâm vượt qua những khó khăn thử thách, phấn đấu hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ được giao, đặc biệt là cái nhiệm vụ chính trị trung tâm là quản lý bảo vệ vững chắc cái chủ quyền biển đảo khu vực miền Trung nói riêng và biển đảo của Tổ quốc nói chung. Rồi mọi người tươi lên ạ. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2023-2024. Trong đó, tỉnh Hưng Yên có 60 trên 90 thí sinh dự thi đoạt giải. Trong đó có 3 giải nhất, 10 giải nhì, 18 giải ba và 29 giải khuyến khích, tăng cả về số lượng và chất lượng giải so với năm học trước. Các thí sinh đoạt giải là học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Hưng Yên, Trung học Phổ thông Nguyễn Siêu, Trung học Phổ thông Khoái Châu. Hóa học và lịch sử là hai môn có 100% thí sinh dự thi đoạt giải, trong đó môn lịch sử có 3 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba. Căn cứ vào kết quả thi học sinh giỏi quốc gia, Hưng Yên dự kiến sẽ có một thí sinh ở bộ môn vật lý đạt 26,75 điểm, một thí sinh ở bộ môn sinh học đạt 26,25 điểm, được Bộ Giáo dục và Đào tạo triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2024 sẽ tổ chức trong tháng 3. Thực hiện chủ trương tổ chức, sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2023-2025, huyện Phù Cừ vừa hoàn thành việc sáp nhập 8 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Đầu năm 2024, huyện Phù Cừ hoàn thành việc sáp nhập 8 trường tiểu học và trung học cơ sở thành 4 trường liên cấp tại 4 xã Nguyên Hòa, Nhật Quang, Minh Tân và Phan Xảo Nam. Trước đó, huyện Phù Cừ đã hoàn thành sáp nhập 4 trường tiểu học và trung học cơ sở thành trường liên cấp tại 2 xã Tiên Tiến và Minh Hoàng. Việc sáp nhập trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường học, giúp khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên, tinh gọn bộ máy quản lý trong nhà trường, tiết kiệm ngân sách nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Mô hình dân vận khéo, chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp được Ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức thí điểm tại 6 xã phường từ tháng 3 năm 2023. Đến nay, sau gần 1 năm thực hiện thí điểm, mô hình đã đạt được những kết quả tích cực, tạo được niềm tin của nhân dân đối với sự quản lý điều hành của chính quyền. Phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên được chọn làm điểm xây dựng mô hình dân vận khéo, chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp từ tháng 3 năm 2023. Sau gần 1 năm mô hình đi vào hoạt động, giúp đội ngũ cán bộ công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân. Đặc biệt, phường đã xây dựng các mẫu thư xin lỗi, cảm ơn, chúc mừng, chia buồn tới người dân và niêm yết công khai các biểu mẫu thủ tục hành chính, các khoản phí lệ phí tại bộ phận một cửa, có lắp đặt camera giám sát.
nhờ thực hiện công khai, dân chủ quy trình giải quyết thủ tục hành chính mà việc nhận và trả kết quả hồ sơ trước hạn và đúng hạn cho công dân đạt tỷ lệ 100%. Từ ngày mà phường tổ chức cái mô hình dân vận khéo ấy, thì chúng tôi là người dân đến đây thực sự là các đồng chí các cán bộ ở phường là giải quyết công việc thực sự rất là thay đổi rất nhiều so với trước đây, như là văn minh thân thiện và chúng tôi làm việc rất là thoải mái, có gì các bạn thì hướng dẫn chi tiết và công việc thực sự giải quyết rất là nhanh và chúng tôi cũng rất là hài lòng. Sau khi thực hiện mô hình thì cán bộ đã có những cái nhận thức cao hơn, năng lực, trình độ, tiêu chuẩn phục vụ người dân chuẩn hóa hơn, ngay từ cái việc chấp hành về tác phong người cán bộ này, rồi các chính sách thực hiện tại bộ phận cửa như là không quan liêu, không hách dịch đấy, và hướng dẫn giúp các cái người dân các cái thủ tục hành chính thì rất là gọn nhẹ, không phiền hà. Các cái thủ tục mà vượt quá thẩm quyền thì hướng dẫn cho người dân đến các cơ quan để giải quyết công việc của mình có hiệu quả hơn. Xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ triển khai mô hình từ cuối tháng 4 năm 2023. Từ khi thực hiện mô hình đã làm thay đổi nhận thức của cán bộ đảng viên, công chức viên chức, đổi mới mạnh mẽ phong cách, lề lối làm việc, từng bước chuyển đổi từ mệnh lệnh hành chính sang phục vụ hướng dẫn, vận động, thuyết phục với phương châm trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân. Ủy ban xã đã công khai minh bạch các cái hồ sơ hành chính và đã công khai các cái số điện thoại của đồng chí bí thư rồi chủ tịch rồi đến các đồng chí cán bộ công chức, người dân đến giao dịch trực tiếp cũng như là gửi qua các cái thông tin Zalo, Facebook và các trang mạng. Thì cán bộ chuyên môn cũng tiếp nhận hướng dẫn về các cái thủ tục hành chính thì đảm bảo một cách công khai minh bạch và cũng tinh nhuệ nhanh gọn, thì tránh gây các cái phiền hà cho người dân. Đến nay, ngoài 6 xã phường được chọn làm điểm có 17 xã thuộc các huyện Yên Mỹ, Văn Lâm triển khai nhân rộng mô hình, nâng tổng số lên 23 mô hình trong toàn tỉnh. Sau gần 1 năm triển khai thực hiện mô hình, các địa phương đơn vị đã đạt được những chuyển biến tích cực trong phương pháp và cách thức tổ chức thực hiện, giúp gỡ bỏ khoảng cách, tạo sự đồng thuận gần gũi giữa chính quyền và người dân, doanh nghiệp. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sáng nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên tổ chức chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình được tổ chức trực tuyến tới điểm cầu các huyện, thị xã trong tỉnh. Tại chương trình, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã và các đơn vị tài trợ trao 170 sổ bảo hiểm xã hội, 320 thẻ bảo hiểm y tế, tặng 490 người dân có hoàn cảnh khó khăn, có tổng trị giá gần 750 triệu đồng. Trong đó, Tổng Công ty Mai Hưng Yên tặng 100 sổ bảo hiểm xã hội với tổng trị giá gần 360 triệu đồng và cam kết sẽ hỗ trợ các năm tiếp theo. Ngân hàng Vietinbank tặng 50 sổ bảo hiểm xã hội, 200 thẻ bảo hiểm y tế, tổng trị giá gần 240 triệu đồng. Công ty cổ phần may và dịch vụ Hương Long tài trợ 70 thẻ bảo hiểm y tế trị giá 65 triệu đồng. Đây là chương trình ý nghĩa đã được ngành bảo hiểm xã hội duy trì nhiều năm nay, không chỉ nhằm chia sẻ về vật chất mà còn là sự động viên về tinh thần, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh vơi bớt gánh nặng về chi phí khám, chữa bệnh, có cơ hội được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu và chăm sóc sức khỏe khi tuổi già, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024, các doanh nghiệp thuộc Liên minh Quốc gia cùng một số nhà văn, nhà báo, những nhà hảo tâm vừa về trao tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Khoái Châu. Thay mặt đoàn, nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường trao tặng huyện Khoái Châu 120 triệu đồng, thông qua huyện để chuyển tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Tiếp đó, đoàn đã về xã Thuần Hưng trao tặng 100 suất quà cho 100 hộ gia đình, các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Nhân dịp này, cán bộ phóng viên, báo đại biểu nhân dân, các nhà văn, nhà báo tặng xã Thuần Hưng một số đầu sách để bổ sung nguồn sách vào thư viện của xã nhằm lan tỏa phong trào đọc sách và văn hóa đọc tại địa phương. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.